Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 390, mười mấy tiếng đồng hồ sau đó. Thẩm lãng ngồi trên đò lại một lần nữa đi tới bến tàu vào phù hải cửa. Kiếm vương Lý Thiên Thu vẫn chờ ở chỗ này, lòng đang nóng như lửa đốt. Núi phù đồ quá nguy hiểm. Thẩm lãng đi chuyến này, thực sự sợ chết không có chỗ chôn à. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Lãng đã trở về, hơn nữa bên người còn có một cô gái tuyệt mỹ kế bên. Đây, đây là Ngô Đồ Tử, thật đúng là bị hắn làm xong. Thủ đoạn thế này, thật sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Con cháu nhà nông như chúng ta, rõ ràng không học được, không học được rời khỏi phù hải, về tới lục địa. Lần này cuộc hành trình núi Phù Đồ coi như là kết thúc. Tổng cộng thời gian ở núi Phù Đồ không vượt qua 3 giờ. Núi Phù Đồ cái dạng gì, không biết, bởi vì Thẩm Lãng căn bản sẽ không có đến chủ đảo của môn phái núi Phù Đồ cũng chỉ là nhìn ngọn núi phù đồ từ đằng xa mà thôi. Hơn nữa, người của núi phù đồ hắn tổng cộng chỉ thấy 10 người mà thôi. Thực sự so với người mù sờ voi còn không bằng. Nhưng dù cho như thế, núi phù đồ cường đại, thần bí, cao cao tại thượng đã ở trong lòng hắn lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Rắn độc tạo thành thành bức tường nhỏ. Vô số bươm bướm tạo thành vườn hoa, tạo thành rừng cây. Quả thực ly kỳ đến không chân thật. Sau khi trở lại trên lục địa, đã có hai chiếc xe ngựa lộng lẫy chờ ở chỗ này. Thẩm lãng chẳng biết xấu hổ mà ngồi ở trong xe ngựa, hơn nữa cùng một chiếc xe ngựa với ngô đồ tử. Kiếm vương Lý Thiên Thu hướng phu xe kia nói, huynh đệ, bằng không vẫn do ta tới đánh xe đi, cái nghề này ta rất thành thạo. Á, được rồi, hai chiếc xe ngựa, không ngừng xuôi nam, treo cờ núi phù đổ. Đây là thẩm lãng lần đầu tiên nhìn thấy lá cờ này, chẳng có oai chút nào. Trên nền vải lụa lam nhạt, theo rất nhiều phù du, còn không bằng thiên nhai hải các. Cờ thiên nhai hải các cũng rất đơn giản chính là một đám mây đám thế lực siêu thoát này ưa chuộng khiêm tốn nhỉ lá cờ này nhìn qua không uy vũ trên thực tế đặc biệt uy vũ nơi hai chiếc xe ngựa đi qua đều biến thành khu không người vậy không phải là bởi vì chọn nơi không ai đi mà là có người sau khi thấy cờ trên hai chiếc xe ngựa này nên xua mọi người đi chỗ khác có thể nói mặc kệ người quốc gia nào đều tránh núi phù đồ như tránh rắn rít thấy lá cờ này sau đó liền tránh từ xa không có bất kỳ đề ra nghi vấn không có bất kỳ trạm kiểm soát dễ dàng mà xuyên qua nước sở công khai đi ở trên quan đạo nếu không phải là bởi vì trên quan đạo có rất nhiều dấu bánh xe và vó ngựa mới tinh thẩm lãng thật hoài nghi người trên đất này chết hết lúc đi qua khương quốc giống như vậy lúc trước tới thời điểm toàn bộ thảo nguyên khương quốc như thường lệ có thể thấy kỵ binh hò hét mà qua lúc này đây xuôi nam lẽ ra có thể thấy càng nhiều hơn kết quả một kỵ binh đều không nhìn thấy kết quả vừa hỏi thẩm lãng hiểu ra bởi vì núi phù đồ giao bức tranh lộ tuyến của mình cho nước sở nước việt nước đại nam nước nam ẩu tiếp đó trên con đường này cũng sẽ không có người đây không phải là nịnh bợ mà là một loại cấm kỵ vì như quan hệ của sở vương cùng núi phù đồ chưa nói đến là tốt việt vương cũng vậy vua khương arunana càng là không có bất kỳ ý kiến muốn nịnh bợ núi phù đồ ý cái này giống như đạo lý ở một số quốc gia đông nam á có người thấy một đám hòa thượng đi qua bản năng sẽ tách ra nhưng cả con đường tốc độ xuôi nam thật nhanh. Xe ngựa núi Phù Đồ sau khi xuyên qua nước Khương, tiến vào nước Đại Nam của Vua Căng. Thẩm Lãng nhìn ra bất đồng. Nước Đại Nam Vua Căng cũng nhận được bức tranh lộ trình của núi Phù Đồ đưa tới, thế nhưng cũng không có phân phát khắp nơi. Đại quân tộc Sa Man vẫn ngay ngang đi ngang qua bên cạnh, thậm chí còn không ngừng quan sát hai chiếc xe ngựa này. Thế nhưng đồng dạng không ai bắt đầu chặn lại tra hỏi, giống như hai chiếc xe ngựa núi Phù Đồ này không tồn tại vậy. Mà núi Phù Đồ cũng xem như đám quân đội tộc Sa Man không tồn tại đôi bên nước giếng không phạm nước sông. Ngược lại thẩm lãng đặc biệt vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng không nghĩ tới, mình và vua căng còn chưa có giao thủ, ngược lại còn đi qua nước đại nam của gã trước. Hơn nữa còn thấy được quân đội của gã đang hành quân. Mười vạn đại quân của vua căng đang đi về phía nước nam ẩu. Thẩm lãng lúc này thấy được nhánh quân đội ấy ở cự ly gần. Vóc dáng không cao, thậm chí chưa nói tới cường tráng. Nhưng thực sự vô cùng anh dũng. Cơ bắp mỗi người như sắt vậy, nhìn qua gầy, nhưng tràn đầy lực bộc phát tuyệt đối mỗi một sĩ binh nhìn qua trang bị rất kém cỏi kỳ thực uy lực chiến đấu rất mạnh đại đa số tộc saman mặc chính là giáp mây và giày dơm khiên trên tay cũng bệnh bằng mây cung vác trên lưng thoạt nhìn cũng không tinh xảo thậm chí kích cỡ không lớn giống như một nhánh quân đội bộ lạc nguyên thủy vậy nhưng mà thẩm lãng biết thư giáp mây này kỳ thực vô cùng vững chắc giáp và khiên bằng mây cung tên bình thường bắn không thủng đao chém ở phía trên cũng chỉ là lưu lại một dấu vết sâu mà thôi còn cung của bọn họ nhìn qua thô sơ vô cùng nhưng rất mạnh cánh cung vô cùng to cũng là dùng một cả khúc gỗ cong mà thành sấp xỉ tầm một thạch đây đối với đại quy mô quân đội mà nói đã là siêu cấp cường cung chỉ ít so với cung việt quốc càng mạnh còn có đao trong tay bọn họ nhìn qua khá cổ quái loan đao không giống loan đao dao phay không giống dao phay nhưng cũng là sắt thép tây vực trợ giúp tốt nhất đặc biệt cứng cỏi sắc bén biết người biết ta bách chiến bách thắng đối với trang bị tộc sa man thẩm lãng cũng chăm chú nghiên cứu qua, đồng thời cho ra một cái kết luận, khó coi, thế nhưng dùng tốt, hơn nữa những binh sĩ tộc Sa Man hành quân, chưa chắc đi ra đường, ngược lại lựa chọn trèo đèo lội suối, hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời, linh hoạt như là khỉ vậy, đặc biệt khi chạy tăng tốc, trong nháy mắt bộc phát lực, chân chính nhanh như thỏ. Vù 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 vù, dọc theo đường đi, đại quân tộc Sa Man có đội ngũ chuyên săn bắn, ở trong rừng lao điên cuồng thật nhanh, nhảy lên giữa đám cây cối cung tên trong tay đều bắn ra, nhanh như chớp. Thậm chí ngươi còn không nhìn thấy bóng dáng con mồi, cũng đã ngã xuống đất bị mất mạng. Khả năng bắn cung của đội săn bắn này rất cao siêu. Trong khi đang chạy, bọn họ có thể bắn trúng thỏ đang chạy trốn, rắn độc đang trườn, thậm chí chim bay qua bay lại trong rừng. Kiếm vương Lý Thiên Thu không khỏi cùng thẩm lãng nhìn nhau một cái. Võ sĩ tộc Sa Man quả nhiên danh bất hư truyền. Việt quốc có phiền toái lớn. Xe ngựa nhanh chóng xuyên qua khu vực phía đông nước Đại Nam, tiến vào phía trong nước Nam Ẩu. Nơi đây lại là một cảnh tượng khác 15 vạn đại quân Việt Quốc Trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn Nam Cung Hạo, Công Chúa Ninh La Đại tướng quân Trúc Lâm vẫn điều binh khiển tướng Vô số dân phu Đang điên cuồng xây dựng phòng tuyến cùng pháo đài Ngoài ba thành trì nước Nam ẩu ra trí Chi chi khắp nơi đều có pháo đài Và hào sâu Toàn bộ nước Nam ẩu đều biến thành chiến trường to lớn Đây là lần đầu tiên thẩm lãng lạc vào Trong chiến trường lớn đến thế So với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều so với trong trí nhớ của hắn còn lớn hơn, thậm chí so với cảnh trong phim còn muốn vĩ đại. mười mấy vạn đại quân, mười mấy vạn dân phu, phòng tuyến kéo dài vài trăm dặm, thẩm lãng kiếm được mấy triệu lượng vàng, trong đó đại bộ phận đều biến thành vài trăm dặm phòng tuyến. cái giá này đã coi là rất cao. càn long trong hai cuộc chiến kim xuyên lớn nhỏ dùng hết bảy chục triệu lượng bạc, kết quả kim xuyên kia chỉ là một huyện, dân cư miễn cưỡng hơn một chục ngàn người mà thôi. cuộc chiến nghiêng nước hoàn toàn như là hai quái thú khổng lồ va chạm xe ngựa núi phù đồ thông suốt xuyên qua nam ẩu tiến vào hành tỉnh thiên nam việt quốc tiếp đó thay đổi xuôi nam lại một lần nữa sang bờ biển ở đây đã có một chiếc tàu biển đang đợi treo hai mặt cờ cờ chủ là núi phù đồ còn có một lá cờ nhỏ dĩ nhiên là nam hải kiếm phái chiếc thuyền này là nam hải kiếm phái quan hệ của yến nan phi cùng núi phù đồ quả nhiên rất thân mật nhưng mà ông ta cũng không có xuất hiện thậm chí thủy thủ khống chế đội tàu cũng căn bản chưa có tới quấy rối hai vị trưởng lão núi phù đồ nguyên nhân căn bản là nịnh bợ không lên tàu biển đi một ngày hai đêm đến đích đây là một hòn đảo trong vô số hoang đảo ở vùng biển phía nam thậm chí không có bến tàu tàu lớn ngừng lại trước tiếp đó đến tàu nhỏ mọi người leo lên hòn đảo di tích thượng cổ ngay trên cái hoang đảo này hòn đảo này không có bất kỳ cây cỏ toàn bộ cũng là đá đen quanh đảo có những thạch cao chót vót dữ tợn đáng sợ kiếm vương lý thiên thu không thể lên đảo chỉ có thể ở lại trên tàu tuyệt đối kỳ thị thậm chí không có đường thương lượng. Đương nhiên, Ngô Tuyệt cũng không có lên đảo, cấp bậc của gã chưa đủ. Ba người Khổng Trưởng lão núi Phù Đồ, Trưởng lão Ngô Đồ Tử, Thẩm Lãng leo lên hòn đảo đen, nhìn từ kế bên, hòn đảo này thực sự giống như một con thú khổng lồ đang nằm vậy. Từ phía tây tiến vào đảo, sau khi tiến sâu vào, Thẩm Lãng cảm thấy khí tức quái dị, nhưng lại hoàn toàn nói không được, áp lực không phải cũng cảm giác hít thở khó chịu, không phải là bởi vì độ ẩm, cũng không phải là bởi vì áp suất, đúng từ trường, từ trường trên đảo rất quái lạ, thậm chí đã ảnh hưởng bộ não của con người, bản năng cảm giác được hoa mắt. Nói như vậy thôi, con người dù cho tiến vào từ trường mạnh cũng sẽ không chóng mặt. Qua trí não, thẩm lãng lại một lần nữa kiểm tra đo lường các số liệu khác. Giá trị phóng xạ, căn nguyên để cho người ta không thoải mái, còn có phóng xạ. Không chỉ các kim loại phóng xạ như radium, thorium và uranium có phóng xạ, và nhiều đá cẩm thạch có phóng xạ. Môi trường từ trường và phóng xạ trên hòn đảo này vượt xa các khu vực khác Thẩm Lãng lúc đầu cũng muốn hỏi, cửa vào di tích thượng cổ ở nơi nào, nhưng mà không cần hỏi, bởi vì hắn đã thấy, chỗ đó chính là cửa vào di tích thượng cổ, giữa hòn đảo có một bức tượng người đá khổng lồ, cao tầm 20 tầng lầu, gã ngẩng đầu nhìn trời, trong tay còn đang nâng một hành tinh lớn, trên tinh cầu có khắc bản đồ phức tạp, có rất nhiều lục địa và vùng biển, hơn nữa những ở xung quanh khắp nơi đã được tô lên bốn màu đỏ, lam, vàng, lục, người đá khổng lồ dường như là muốn cho ánh mặt trời chiếu quả địa cầu này Quả địa cầu trong tay người khổng lồ này chính là chìa khóa cửa vào di tích thượng cổ. Bản đồ chính là nan để toán học nghìn năm, tháo ra cái vấn đề khó khăn này là có thể mở ra di tích thượng cổ. Thẩm Lãng liếc mắt liền nhìn ra đây là định lý bốn màu, cũng được gọi là giả thiết bản đồ bốn màu, đối với bất kỳ mặt phẳng nào được chia thành các vùng phân biệt, chẳng hạn như bản đồ hành chính của một quốc gia, chỉ cần dùng tối đa bốn màu để phân biệt các vùng lân cận với nhau. Hai vùng được coi là lân cận nếu như chúng có chung nhau một đoạn đường biên không tính chung nhau một điểm định lý bốn màu là định lý lớn đầu tiên được chứng minh bằng máy vi tính đây là một trong ba giả thuyết toán học cận đại lớn nhất bản chất là thuộc tính nội tại của mặt phẳng hai chiều nghĩa là hai đường thẳng trong một mặt phẳng không thể giao nhau nếu không có điểm chung nhiều người đã chứng minh rằng trong mặt phẳng hai chiều không thể cấu tạo ra năm khu vực trở lên kết nối với nhau nói một cách đơn giản điều đó có nghĩa là bất kỳ bản đồ nào chỉ cần bốn màu đều có thể khiến các quốc gia có cùng biên giới có màu khác nhau ở dưới tình huống không có gì lẫn lộn chỉ cần dùng bốn màu là có thể đánh dấu trên bản đồ. Cái giả thuyết này coi như rất đơn giản, thậm chí một học sinh trung học sau khi thấy cái đề này cũng có thể hăng hái bừng bừng, nhấc bút lên tới tiến hành giải đáp. Thế nhưng chân chính bắt đầu, sau đó mới phát hiện cái nan đề này trên thực tế vô cùng khó khăn. Bằng không nó cũng sẽ được cho vào một trong ba giả thuyết của thế giới cận đại, ngang cấp độ với giả thuyết Fermat, giả thuyết Göbach. Suốt hơn 100 năm, không có một nhà khoa học hoàn thành cái giả thuyết này, bao gồm nhiều nhà khoa học tài năng như Bockhofer và Franklin. Vô số số học gia đều gục ngã trước cái giả thuyết đó. Mãi cho đến năm 1976, hai máy tính đã sử dụng 1.200 giờ và đưa ra 10 tỷ phán đoán trước khi hoàn thành toàn bộ giả thuyết. Lúc này, các thế lực siêu thoát như núi Phù Đồ, Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Huyền Không Tự đều ở đây. Bọn họ đều nhất định phải được với cái di tích thượng cổ này. Tồn tại cấp chiến lược, những thế lực này đã ở trên cái đảo này tiêu hao thời gian hơn nửa năm. Dốc hết tâm huyết, dốc hết toàn lực cũng vô pháp hoàn thành cái vấn đề khó khăn này. Công chúa Ninh Hàn cũng tới, nàng lúc này vẫn đang vắt hết óc trên giấy tiến hành tính toán. mấy thế lực lớn ở đây, mấy chục thiên tài đều đang điên cuồng tính toán, giành giật từng giây. bọn họ tính không ra là bình thường, đừng nói nửa năm, dù cho một năm, hai năm đều không ra. Trái đất nhiều nhà toán học kỳ xuất như vậy, dùng hơn một trăm năm còn chưa hoàn thành. bọn họ muốn dựa vào nửa năm đến một năm tính ra, tuyệt đối không có khả năng. thế nhưng thẩm lãng nhưng có thể dễ dàng làm được bởi vì hắn đứng ở trên vai người khổng lồ hơn nữa hắn có trí não mấy chục người ở đây có thể đều thuộc về nhân vật đỉnh kim tự tháp của thế giới này mấy chủ nhân thế lực siêu thoát còn có truyền nhân bọn họ cùng với người thông minh nhất đều ở nơi này thẩm lãng không biết những người này ai là ai cũng không có ai giới thiệu cho hắn thẩm lãng đến không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý kể cả công chúa ninh hàn nàng thậm chí còn chẳng ngẩn đầu lên thẩm lãng đại khái cũng chú ý toàn bộ thiên nhai hải các có tầm tám chín người đến trương ngọc âm không có mặt hiển nhiên lấy thân phận của nàng chẳng đủ tư cách xuất hiện ở cái chỗ này các ngươi chờ ở đây khổng trưởng lão hiến đường nói tiếp đó thẩm lãng cùng ngô đồ tử liền ở lại tại chỗ khổng trưởng lão đi vào bẩm báo người kia chính là chủ nhân núi phù đồ có vẻ vô cùng trẻ tuổi khổng trưởng lão bẩm báo sau đó người kia trông về phía thẩm lãng một cái tiếp đó gật đầu một lát sau khổng trưởng lão đã đi tới nói ngươi ở tại nơi đây giải đi có thể lấy ra một tờ giấy, một cây bút. Thẩm lãng trong lòng cười nhạt. Đám người thế lực siêu thoát này cũng là cao cao tại thượng, coi khinh chúng sinh như vậy sao. Nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường, trong cái nhìn của chút thế lực siêu thoát xem ra, bọn họ là người phát ngôn văn minh tiên tiến, mà thẩm lãng chẳng qua là đại biểu dân bản xứ. Nếu như biểu hiện chiêu hiền đại sĩ ngược lại có vẻ dối trá, muốn những người này tin tưởng thẩm lãng có thể giải được định lý bốn màu sao, đó chính là lật đổ thế giới quan của bọn họ ở đây mấy chục người cũng cảm thấy mình là người trí tuệ đỉnh cao của thế giới này bọn họ đã hao phí thời gian hơn nửa năm cũng không có giải được huống chi thẩm lãng chỉ là một tên thổ dân thiên tài như thẩm lãng bọn họ thấy cũng nhiều thoáng ngó cái đề này cũng cảm thấy giản đơn cảm thấy mình có thể giải đáp quá nông cạn chân chính đi sâu vào sau đó ngươi cũng biết sẽ có nhiều khó khăn ý kiến của chủ nhân núi phù đồ là cho ngươi một tờ giấy ngươi vùi đầu vào bên cạnh cùng nhau giải tiếp đó biết khó mà lui tự biết mà đi đây đã là nề mặt ngô đồ tử bằng không thẩm lãng nhà ngươi căn bản ngay cả tư cách bước lên đảo này cũng không có còn với thẩm lãng có thể giải ra cái nan đề nghìn năm này chủ nhân núi phù đồ căn bản liền chưa từng nghĩ nhưng thẩm lãng nào có công phu để chậm trễ lúc này khoảng cách lúc mộc lan kiệt quệ sức sống chỉ có mấy ngày hắn nhất định phải ở trong nửa canh giờ phải giải ra nan đề này mở ra cửa vào di tích thượng cổ ngô đồ tử gặp việc này bèn hỏi thẩm lãng cái bản đồ này trò đã thấy hết chưa thẩm lãng nói thấy rõ. Ngô đồ tử hỏi, cho xác định có thể giải. Thẩm lãng nói, đương nhiên có thể giải, trong vòng hai khắc là có thể giải hết, bằng không có thể băm học trò thành muôn mảnh. Ngô đồ tử gật đầu, tiếp đó nàng không màng khổng trưởng lão làm cái loa, bay thẳng đến chủ nhân núi phù đồ. Khổng trưởng lão ngăn cản, đi ra, ngô đồ tử nói bằng giọng lạnh lẽo. Khổng trưởng lão biến sắc, nhưng cuối cùng ở đây người nhiều như vậy, không thể để cho thế lực khác người thấy núi phù đồ bên trong không đoàn kết, thế là ông ta nhường ra lối đi. Ngô đồ tử đi tới chủ nhân núi phù đồ nói: Sơn trưởng, thẩm lãng có thể tháo ra cái vấn đề khó khăn này trong vòng hai khắc là có thể hoàn thành. Nghe những lời này, chủ nhân núi phù đồ cau mày, để hắn ở bên cạnh những người kia đi. Giải xong hắn nói, Ngô đồ tử nói, hắn trực tiếp muốn thử trên quả địa cầu kia, để thẩm lãng viết trên giấy hoàn thành cái vấn đề khó khăn này, sau đó sẽ giao cho người của núi phù đồ sao? Hắn mới mặc kệ, như thế quá không nở mày nở mặt, không đủ sức dần mặt kẻ khác cái này thì tương đương có một sinh viên có một khám phá siêu lợi hại viết một bài báo nghiên cứu trên đăng trên tạp chí khoa học cao cấp nhất thế giới nature kết quả bài báo này trước tiên giao cho người hướng dẫn tham khảo ý kiến sau khi phát hành lại biến thành tên của người hướng dẫn nghe được lời ngô đồ tử nói chủ nhân núi phù đồ kinh ngạc à? thẩm lãng này không biết trời cao đất rộng thế sao ngươi bây giờ chính là đại biểu núi phù đồ của ta xuất thủ nếu như ngươi đi lên không có hoàn thành chẳng phải là đã đánh mất thể diện của núi phù đồ chúng ta à không được Chủ nhân núi phù đồ nói, thố tử, ngươi thật vất vả thu một đồ đệ, ta thật cao hứng. Mặc kệ hắn dở thủ đoạn gì để cho ngươi che chở hắn thế này, nhưng nếu sẽ không biết điều thế này phải cho hắn đi ngay. Chủ nhân núi phù đồ giận thật. Đây là trường hợp gì? Thẩm lãng nhà ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Bộ giang khóc la om sòm ở Việt Quốc cũng dùng được ở đây sao? Ngươi nghĩ rằng ta là Ninh Nguyên Hiến, sẽ dung túng ngươi như vậy. Ngô đồ tử nói, trong vòng hai khắc, nếu như thẩm lãng làm không được cái nan đề này, mở ra không được cái cửa vào này ta từ đi chức trưởng lão hoa mộc đường ta nói được thì làm được đương nhiên nếu ngài không đáp ứng ta cũng trực tiếp từ chức vị trưởng lão hoa mộc đường nghe những lời này chủ nhân núi phù đồ hết hồn tên tiểu bạch kiểm thẩm lãng này giờ thủ đoạn gì hả lại để ngô đồ tử thần hồn điên đảo như vậy kỳ thực lên phía trên thử cũng không có vấn đề thất bại cũng không ảnh hưởng chỉ là mất mặt mà thôi bắt đầu trong một tháng mấy thế lực lớn thay phiên đi tới thử được nhiều lần chỉ bất quá sau đó phát hiện quá khó khăn, cũng sẽ không đi tới mất mặt. Bản thân trước tiên vùi đầu giải đáp, giải đáp xong mới trở lên thử. Chủ nhân núi phù đồ nói, Thố tử, ta có thể cho hắn thử xem. Nhưng ở trong vòng hai khắc hắn không hoàn thành, ngươi phải trục xuất hắn ra khỏi sư môn, núi phù đồ của ta không có loại đệ tử như vậy. Ngô đồ tử gật đầu, tiếp đó nàng hướng thẩm lãng vẫy vẫy tay nói, cho tới, thẩm lãng đi tới. Ngô đồ tử coi tất cả mọi người ở đây như là không có gì, sách theo thân thể thẩm lãng, bay bổng lên pho tượng người khổng lồ. Chẳng bao lâu, hai người liền leo lên cự nhân hai cái bàn tay. Thẩm Lãng, hai khắc đồng hồ, nếu như ngươi không giải được, ta từ đi trước vị trưởng lão Hoa Mộc Đường, đồng thời trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Ngô Đồ Tử coi như là một dạng người chưa từng biết sợ. Nàng căn bản liền không biết câu hỏi này khó khăn đến cỡ nào, thậm chí hoàn toàn không có hứng thú hiểu rõ. Đức tin của chính nàng, không cần sợ, cứ làm đi." Thẩm Lãng gật đầu nói, "Không có vấn đề." Chủ nhân núi Phù Đồ không nói gì, bên cạnh khổng trưởng lão trực tiếp đốt một nén nhang. Sau khi đốt xong nén nhang này, chính là nửa giờ. Chủ nhân núi phù đồ nói, các vị sư huynh, vị thẩm lãng này là đệ tử núi phù đồ của ta. Gã không có nói thêm nửa câu, nhưng ở tại đây cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Vừa rồi ngô đồ tử cùng thẩm lãng đối thoại, bọn họ đều đã nghe được. Tất cả mọi người chỉ có một phản ứng, lại tới một thiên tài nói khoác mà không biết ngượng. Núi phù đồ lại tạm thời thu một đệ tử. Loại tình huống này mọi người đã không kỳ quái chút nào, bởi vì đi tới trong vòng nửa năm, xảy ra rất nhiều lần. Mấy thế lực siêu thoát lớn thậm chí tìm kiếm thiên tài khắp thế giới tới giải đáp câu hỏi này. Ví như công chúa Ninh Hàn còn đại biểu cho thiên nhai hải các đi tìm thẩm lãng mà. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất để nàng tìm thẩm lãng vẫn là ngăn cản hắn tham gia vụ tranh ngôi Việt Quốc. Rất nhiều thiên tai ngoại viện ngay từ đầu thấy cái đề này, cảm giác rất đơn giản, ta dễ dàng có thể hoàn thành. Thẩm lãng nói hai khắc đồng hồ, còn có thiên tài kiêu ngạo hơn, trực tiếp nói một khắc đồng hồ mọi người nhìn đến chán thứ thiên tài thổ dân không biết trời cao đất rộng như thẩm lãng như là ếch ngồi đấy giếng vậy qua biểu hiện của những thiên tài ngoại viện này mấy đại thế lực siêu thoát nhất trí chắc chắn thế giới này kẻ chân chính thông minh tuyệt đỉnh đều ở trong mấy đại thế lực siêu thoát bởi mọi người được hun đúc bởi văn minh thượng cổ cao cấp đám thổ dân này hoàn toàn không thể so sánh nổi cho nên thoáng ngó thẩm lãng một cái sau đó tất cả mọi người ở đây lại không để ý đến tiếp tục vùi đầu giải đáp không thể phí thời gian trên người của cái tên ếch ngồi đáy giếng này. Xấu mặt lại có cái gì nhìn, kể cả công chúa Ninh Hàn ở bên trong. Nàng có hiểu biết với trí tuệ thẩm lãng, thậm chí hiểu còn rất sâu. Cuối cùng thẩm lãng chính là từng giải siêu nan đề của đám thiên nhai hải các thả ra ngoài, hơn nữa còn có một thiên tàn kỳ cuộc, ván cờ không thể phá giải. Thế nhưng, thế nhưng siêu nan đề kia Ninh Hàn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, Trúc Nịnh cũng có thể trong thời gian ngắn giải ra được. Mà thế cuộc thiên tàn kia là gì? Đặc biệt ngại quá, cái ván cờ này chính là ninh hàn cùng một trưởng lão thiên nhai hải các khác suy nghĩ ra được cho nên ở mặt trí tuệ nàng vẫn là coi khinh thẩm lãng thẩm lãng này dù cho thông minh đi nữa nhưng cuối cùng vẫn không được giáo dục qua văn minh cao cấp vẫn là thứ thổ dân hoang dã mà cái nan để định lý bốn màu dẫn đến cửa vào di tích thượng cổ này tuyệt đối không thể mộng tưởng mà giải được càng không thể đột nhiên lóe ra ý tưởng mà giải thông suốt nó cần tính toán rất nhiều cần cả cái bộ não thiên tài điên cuồng mà vận chuyển cho nên lúc trước thẩm lãng từng đi tìm nàng giải đáp cái này thiên cổ nan để đổi lấy huyết kinh bị ninh hàn cự tuyệt một là bởi vì ninh hàn ngạo mạn thiên nhai hải các chúng ta không thỏa hiệp một khi đã liệt thẩm lãng nhà ngươi và đối tượng không thể chào đón vậy tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ lợi ích mà thay đổi lập trường của mình hai là ninh hàn tự phụ về mặt trí tuệ loại thiên tài như thẩm lãng này nàng thấy cũng nhiều hôm nay nói ra trong vòng hai khắc muốn giải đáp ra cái vấn đề khó khăn này càng thêm chứng minh hắn nông cạn cho nên ở trong mắt tất cả mọi người thẩm lãng lần này khiêu chiến cũng là hành vi như lũ hề thiên tài thổ dân kia mà thôi chỉ bất quá không ai cười hắn đám người kia cũng là người đỉnh kim tự tháp làm sao có thể sẽ công nhiên cười nhạo người ta chẳng phải là có vẻ quá nông cạn à hoàn toàn không thèm nhìn cũng được ở đây thật là cao thẩm lãng lúc này đứng trên hai tay của người khổng lồ hai bàn tay có chừng mấy chục mét vuông bàn tay khổng lồ đang nâng hành tinh này đường kính chừng hai mét thẩm lãng tỉ mỉ quan sát quả địa cầu này không phải là trái đất thậm chí cũng không phải thế giới này, một quả địa cầu vô cùng xa lạ. Sau khi kiểm tra hai lần, thẩm lãng không khỏi nhìn mà than thở, rõ ràng lợi hại. Sắp xếp cái bản đồ trên quả địa cầu này đơn giản là phóng độ khó định lý bốn màu đến cực hạn. Tầm mấy trăm mảnh bất quy tắc, có mấy khôi còn xen kẽ lẫn nhau, giao hòa vào nhau, hoàn toàn không giống bản đồ bình thường. Thật là quỷ dị, hoàn thành tô màu trên hành tinh này, tuy rằng không thể nói hoàn toàn chứng minh định lý bốn màu, nhưng gần như hoàn thành 99,9999%. Kế tiếp, thẩm lãng sẽ phải dùng 4 loại màu sắc khác nhau thoa lên mỗi một mảnh trên cái hành tinh này. Tuyệt đối không thể dùng màu thứ 5. Hơn nữa bất kỳ khối nào liền nhau đều không được dùng cùng màu. Cái này nhìn qua thực sự vô cùng dễ, giống như học sinh tiểu học cũng có thể hoàn thành. Nhưng chân chính bắt đầu thao tác, quả thực để người ta phải tuyệt vọng. Nhất là cái bản đồ trên hành tinh trước mắt, hoàn toàn được chế cho cái định lý này. Tầm mấy trăm khối bản đồ xen lẫn vào nhau ngang dọc. Nói cách khác, sẽ có hơn một tỷ kết hợp, nhưng chỉ có một kết hợp đúng. Cho nên mấy đại thế lực siêu thoát muốn triệt để chứng minh định lý bốn màu thì vài thập niên cũng không đủ. Nhưng muốn phải hoàn thành tô màu tinh cầu này, thẩm lãng có thể suy nghĩ một chút, tập kết mấy trăm người tới tính toán, dùng phương pháp loại trừ trong vòng mấy năm có thể có thể hoàn thành. Nếu như không có trí não, để thẩm lãng làm một mình thì sao? Có thể cần 10 năm đi, thậm chí càng lâu. Nhưng vào năm 1976, hai máy tính đã sử dụng 1.200 giờ mà tốc độ giải toán của trí não thẩm lãng gấp hàng chục triệu lần so với hai máy tính hoặc hơn nữa. Cho nên, hắn thu cái nan đề này vào trong trí não. Chỉ thời gian mấy giây, đáp án xuất hiện, hàng chục tỷ phép tính hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì so với trí não. Kế tiếp, thẩm lãng cầm lấy đại mao bút, bắt đầu tô màu, bốn cây bút lông cỡ lớn cũng ngay trên tay người khổng lồ. Theo thứ tự là bốn màu vàng, lam, đỏ, lục, không cần chấm mực màu, bản thân cây bút này có chứa màu. Hơn nữa dùng bút màu gì bôi trên quả địa cầu liền cho ra màu đó. Cái này thật là có chút ngạc nhiên, dường như là từ trường một loại phản ứng vậy. Thẩm lãng bắt đầu tô quả địa cầu. Vẹn vẹn tô được một cái. Ngô đồ tử nhì không được, dễ ứ gan, quá chậm. Hàng trăm mảnh đều dựa theo tốc độ thẩm lãng chậm như vậy. Hai khắc đồng hồ cũng không nhất định đủ. Nàng trực tiếp đoạt lấy cây bút. Màu gì, cho nói ta bôi, vàng, lam, lục, lam. Thẩm lãng lấy ra một tấm gương, phản xạ ánh mặt trời chiếu ở một khối trên quả địa cầu, sau đó nói ra màu cần tô. Võ công ngô đồ tử cao, động tác lại nhanh, mỗi một khối không cần đến một giây. Hơn nữa tốc độ di động nhanh như là quỷ ảnh vậy. Ngắn ngủi ba phút sau đó, lại liền thoa được một nửa. Lúc này, ở đây một nửa người ngẩng đầu lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, chí ít đến bây giờ, giải đáp thẩm lãng đều là đúng. Phán đoán đúng sai vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhìn bất kỳ khối liền nhau có phải màu không giống nhau, nhưng màu sắc tổng cộng không vượt qua con số 4 là được. Có người nhìn là tốt rồi, yên lặng khoe khoang nhàm chán lắm. Gương mặt tuấn Mỹ vô song của thẩm lãng có vẻ càng thêm lãnh khóc. Đứng ở tay người khổng lồ, chắp hai tay sau lưng, ra vẻ một người cao đẳng dạy đám người chủng tộc thấp hơn tư thế làm người. Bộ dáng khoe mẽ thế này, để người phía dưới có một cùng ý niệm trong đầu. Muốn giết chết hắn, thẩm lãng tiếp tục, đồng hồ của ngô đồ tử đều không ngừng chạy. Thẩm lãng động khẩu, ngô đồ tử động thủ, lại qua ba phút sau đó toàn bộ quả địa cầu đã được tô màu hết, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng. Thẩm lãng không có mở miệng, bởi vì coi như là một con heo, cũng có thể nhìn ra là màu vàng. Còn một nước cuối cùng, lãng ra ta đây không mở miệng, coi như là để trắng. Ngô đồ tử nhìn thấy thẩm lãng lại ngừng, không khỏi cau mày nói. Nói đi, màu gì, mẹ trứng, dằn mặt thất bại. Mỹ nữ ân sư à, không thể thoáng động động não à. Cuối cùng xung quanh có ba màu, chỉ còn lại một màu vàng thôi. Vàng, thẩm lãng bất đắc dĩ nói ngô đồ tử có phải là heo hay không không nàng là một siêu cấp khoa học gia tình cảm thấp đến dọa người nhưng chỉ số thông minh lại cao dọa người chỉ bất quá nan để không thuộc về nàng nàng ngay cả một chút trí não cũng không muốn động ngô đồ tử tô lên mảnh cuối cùng này tức khắc cả quả địa cầu được tô hết đại công cáo thành mấy trăm khối bất kỳ khối liền nhau cũng là màu sắc bất đồng cuối cùng màu sắc không vượt qua bốn loại toàn bộ bản đồ ly kỳ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người không giống như là một quả địa cầu, càng giống như tác phẩm của Van gốc trường phái hậu ấn tượng. Mấy trăm trăm triệu tổ hợp sắp xếp cũng chỉ có cái này là chính xác, chính là đáp án trước mắt của thẩm lãng. Tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra, tiếp đó triệt để hít một hơi khí lạnh. Lại, thực sự đúng rồi, hoàn toàn đúng, hết cháp 390.